ảnh làm đủ luôn á trời, 30 ngày làm đủ 25 ngày chừa 5 ngày chủ nhật là mình làm cái sợ gì đó. Em nói gì hả? Em nói anh á, làm quá làm mà. Đâu có làm gì đâu, tháng anh làm có 25 ngày. Cái chỗ mình ngủ đi sinh sáng giờ mà mai cho tiền cho con thấy ít quá. Cô ơi, cho con mở tiền đi cô. Con xin ít được mặt lẻ đi chú ơi. Dạ. Tháng vừa sinh được mới có mấy chục ngàn à. Dạ. Không có tiền cơm sáng nữa. Cho em xin ít được mặt lẻ đi anh. Bà của chú ơi, thương tình chưa giúp đỡ cho hai cho con đi anh ơi. Không ai cho anh chờ tí rồi. Đâu luôn rồi con ơi, mấy chú chạy ngang rồi. Chạy ngang đó tí. Ủa chị không? Ơi, thương tình cho hai đứa con của em, cho em xin cái đồng bạc lẻ đi chị. Đi em xin bà sao thơm. Bà ba chị thơm. Ở đâu ạ? À? Ở đâu là ở đây ạ? À? Lên cô ơi. Trời ơi, con nghiệp ốm mà có đít luôn vậy hả? Chị không đã đủ đầy có đủ. Vậy có đem luôn, có đít vậy. Rồi không có đít là chết liền. Câu thử coi phải thiệt ăn xin không rồi. Đâu rồi. Cái con này giống rồi, nội bộ tự như gì đây hả? Đâu bụng quá. Bụng con gái này con ơi. Bụng nghiệp có gì rồi tối ngủ đâu. Dạ, chân kiếm chỗ nào trống trống ngủ đỡ chị. Rồi, bụng nghiệp hai cho con quá vậy. Sáng giờ hả? Không có ngủ. Trời ơi, nó hơi làng. Mệt quá à. Làng. Sáng giờ đi sinh được có mấy chục ngàn à. Tí em sáng được ăn ổn mì không à. Thôi thì là cái này thiệt rồi hả? Sáng hai cho con ăn có ổn mì tới giờ. Nói cho tụi mày em chứ à. Chị muốn có tiền thì tính đi mua thuốc uống có tay nha. Đừng làm mất cẩn vậy đó, đứt tay với chị. Thôi coi coi tối mà không có chỗ ngủ thì đảo lại nhà con nha. À, nhà cô đâu? Hỏi ra đây mà tám lần ta chỉ à. Dạ em cảm ơn chị nghe chị, cảm ơn chị. Dạ có tiền rồi tí ơi. Ờ bên này có đất trống nè tí. Ở mình đó con sợ sâu xia không à. Qua đây hả con? Dạ. Tí mệt luôn tí. Mệt rồi con ơi. Con lao mà hôn cho tí nha. Được rồi con ơi. Ừ. Dạ, anh ơi, thương tình ủng hộ cho tía con em dài mặt lẻ đi anh. Có hai cha con ở đâu lại đây thấy lạ lạ hả? Dạ, Cần Thơ của anh. Xa dữ vậy? Dạ, tại buổi giờ kiếm tiền khó khăn quá, em tính đi làm mà sợ bỏ tía nhà nên rồi dắt tía đi theo luôn. Rồi sáng giờ chú có cho mà ông già ông ăn uống gì chưa? Sáng giờ uống nước chứ ăn ổn mì không, không có tiền. Trời ơi, ăn ổn mì không sao chịu nổi. Dạ, tại sáng giờ ta cho có mấy chục à. Tính đi theo không? Thích bên tệ gì vậy? Không có tiền chú ơi. Rồi đi có gặp ổng không? Đâu theo ông nổi đâu. Rồi vậy tướng ông nhìn vậy sao theo ông nổi? Có cô nó cho được 15 ngàn. Rồi 15 ngàn bây giờ đủ hộp cơm không? Không, cũng biết nữa. Cậy mua công không ăn đi chú ơi. Thấy tội nghiệp gia cảnh chú quá. Mà với Cần Thơ con quạt, mà có nhà có cửa gì không chú? Không. Không dạ. Có nhà cửa chứ hả? Dạ có ở đậu mà người ta lấy lại rồi. Giờ tí con có nhà ở chắc chỉnh đây xong rồi kiếm cái nào có đất trống ở đây trống không biết cái chủ nhà có la không. Ở gì sao được, chủ nhà ta la chết. Thôi giờ mấy hai tí con về nhà anh ở đi. Không có biết giờ anh đâu về ở. Anh ở đây anh làm từ thiện. Chứ phần nhà anh ở con mình nè à. Rồi có khu đất cũng ở khoảng 70-80 người được. Nói gì em sợ bất tiện cho anh tí con của em. Hai tí con đâu có đáng kể gì đâu. Nhà chú có vợ con gì chưa? Dạ không có chú ơi, con ở con mình nè. Con thấy cô này dẫn chú đi rồi quần áo gì đâu gách tả tơi, bữa mũi chích xé cào dữ lắm sao mà gách tả tơi chứ. Không, mấy bữa đói chị không nổi rồi tí xé. Thôi tội nghiệp không, cứ gãi rồi. Thôi để đi vô trong nữa con cho bộ đồ khác bặn cho lành lặn đi, bặn đồ gì đâu gách tả tơi gì sao được. Mũi chích dữ lắm. Mẹ mà sao hai cha con bàn bạc đi rồi ở nhà anh đi. Sao thế? Đi được rồi con à. Con thấy tía thì ở chỗ này chỗ kia mũi chích cũng tội nghiệp không mấy đồng ý đi nghe tía. Chú này thấy cũng tốt bụng nè. Thì nhà con ở đi, nhà con giờ có mình nè.
có mình á, à, vậy được rồi. Ờ, nếu được cho tí con em tá túc em cảm ơn anh nhiều. Ừ, nó về ở với anh đi rồi anh lo cho cuộc sống. Dạ. Thôi bây giờ lên xe đi, lên xe đi, hai tí con đi đi tranh thủ đi để chiều rồi. À, dạ, dạ, đi. Gần 6 giờ chiều rồi nhanh đi. Còn cả tháng nữa mà 2 cây số nữa là tới rồi. Con nó buồn quá tí ơi. Cái bụng chút được gây ăn chút nữa đi con ơi. Về đi anh nấu cơm cho ăn. Về anh lo cho. Rồi, 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 rồi anh ơi. Rồi chắc nghe. Dạ, dạ. Vô em. Dạ, dạ. Vô nhà, tới nhà này nè. Trời ơi, nhà cửa rộng quá hết tía. Có rộng hả? Được mà. Ồ, có chồng dây móp nữa kìa tía. Thôi, vậy là khỏi sợ đói tía. Vô. Thôi đi để em lấy nước rồi uống. Dạ. Rồi đi gì đâu mà có cái nón này. Thôi bỏ đi, cái nón này mà xài cái gì. Thôi, bỏ uổng. Cái đồ nghề có nhiều rồi. Bỏ uổng lắm. Giờ đây anh lo cho từ ra tới chết. Không, mấy chục ngàn cái nón, uổng lắm. Nên anh mua cho cái nón mới. Dạ, mua em nè. Mặn gì vậy? Rồi, 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 vô đi con cho coi chú ngồi. Thôi, chú ngồi tía đi. Thôi, giờ vô đây mình cũng như người nhà rồi, em xích vô. Anh mới nói đi lấy nước cho tía con em muốn. Quên nữa, hỏi anh đi lấy nước. Được không? Dạ. Đẹp à. Lấy con quạt cho tía. Được rồi, con ơi, được rồi, con ơi. Được rồi, được rồi. Hai đứa con, bạn số con. Đây nè, đây nè. Đây nhà đơn chiếc quá rồi không có mà có, em có gì ạ? Có gì dạ, ạ? Dạ, em coi là chú à, cảm ơn. Uống, dạ. Uống đỡ cái này đi, uống đỡ mà trà đá đi rồi rồi vô nhà tắm rửa rồi. Dạ. Còn sắp xếp phòng ốc rồi cho rồi thay đồ thay đạc gì nữa. À, đi thôi đi tắm thôi chú ơi. Đúng rồi. Rồi chị nghĩ mệt. Nước ngọt quá thế ha. Đây đi tắm rồi. Mốc mấy nước khác ngon hơn. Dạ. Vô đây rồi con dẫn con vô làm. Mình đi tắm luôn bé. One week later. Công nhận. Ây da. 1 tháng 30 ngày. Ảnh làm đủ luôn á trời, 30 ngày. Làm đủ 25 ngày, chừa 5 ngày chủ nhật. Là hình làm sợ gì đó. Em nói gì hả? Em nói anh á, làm quá làm à. Đâu có làm gì đâu, tháng anh làm có 25 ngày. Mà anh cài bữa nó cũng mệt mỏi, vất vả lắm chứ bộ. Mà anh cài hoài em thấy anh xuống ký chưa? Tại vì anh ăn bồi bổ vô, có sức khỏe. Chứ anh cài mà giống như những người khác đó mà không bồi bổ vô nó mau kiệt sức lắm. Dạ. Rồi từ đó tay chân nó bụng rủng vậy nè, đi không có nổi. Dạ. Ừ. Thôi vậy em ở nhà với tía nghe, anh coi anh đi công chuyện rồi có gì cơm nước thì em nấu nghe. Dạ. Thôi ở nhà đi rồi có gì chưa về anh trả bài. Trả nữa hả? Ừ. Nhất ăn cử trưa nó ngon hơn cực tốt. Cái gì ta gọi là nhất cử trưa gì gì á. Thôi bỏ qua đi, mình không biết bỏ qua. Thôi về nhà nấu cơm nha. Em nhớ rồi, nhất cử trưa gì trời mưa. À trời ơi, trời mưa là thứ đó là còn ngon dữ nữa. Dễ sinh làm bé. Dạ, như anh đi. Anh đi à? Dạ. Dạ. Đi nha. Dạ, bye anh. Ông bà con tía ơi, con nấu cơm nước chưa, để chồng con đi về đó nghe. Trời ơi, trời ơi, đi bài rồi. Ờ, nó xuống. Ờ, con ngồi đi. Dạ. Nấu cơm chưa, để chồng con về nó tự ra nha. Con nấu cơm rồi nhưng mà con cái cá con chưa có gò. Chưa gò nữa. Dạ. Dạ, 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 dạ. Anh về với chứ. Sao đây nữa đâu. Sao không anh? Sao? Sao chăng gì giờ này mà này? Sao chăng gì ở đây? Sao làm gì
Dạ sao không có đi xin kiếm tiền kiếm bạc gì đi mà ông ngồi đó muốn chào hoài vô vòng. Nay Tiến hay bệnh này. Nay Tiến bệnh rồi con ơi. Bệnh gì đâu, cả tuần lễ nay mà bệnh là không hết. Sao ông ngồi không hoài, lúc lát tôi đem về đây tôi bỏ lên bàn thờ tôi thờ luôn á gì vậy. Tí lớn tuổi rồi, tí bệnh ho với mũi đó. Lớn tuổi ho số mũi là cái chuyện bình thường. Chứ không phải là chuyện gì mà mình nặng nề mổ tim mổ gan gì đâu mà lâu là không nổi. Anh đợi vài bữa luôn tí hết rồi ha, đợi. Tuần lễ rồi. Vậy bữa đi con ơi. Trời ơi. Đem về đây nuôi. Thì lúc nào ông khỏe ông phải phụ tiếp với gia đình chứ không lẽ mà ông ngồi đi còn không hoài rồi bắt rồi tôi lo kiếm tiền rồi tôi chạy cho hai cha con không? Thì anh ơi thông cảm thì đợi tí hai ba bữa nữa tôi khỏe rồi hãy cho đi anh ơi. Còn cô nữa? Cô ở đâu? Mà không đi bằng cỏ mà gác gì với người ta kêu tự không dài cái thiếu nhân công rồi về đây rồi được ngồi không anh bắt vàng hoài vậy đó hả? Ủa anh nói là về anh lo tí con em mà từ làm. Thì cũng từ cũng 7-8 tháng nay rồi còn từ gì đó. Thì về đây tôi cũng xin từ gãy về xin không rồi về chứ có ở không nó mới bệnh nghỉ 2 bữa lại. Xin gì? Ông nghỉ cả tuần lễ này rồi ông đó 2 bữa ngày ông có bị quên không ông già? Rồi đi xin mấy tháng nay đó rồi về lên chi? Thì mấy tháng này thì ông đổ vô cái bụng ông hết rồi, đổ vô cái bụng cô này nữa rồi. Còn cái gì nữa? Cũng có đổ vô cái bụng của anh nữa mà. Cái bụng của anh cũng lo trong nhà. Thì anh đúng rồi thì anh cái bụng của anh nó bự nhiều thì anh ăn nhiều không phải rồi ở đây chứ tôi không có nói nhiều hai cha con một người thì đi làm cỏ một người ngày mai là đi sinh về kiếm tiền là khó vô trong cái gia đình người ta nhận đủ người chứ không phải em không đi đâu bây giờ làm cỏ không được bây giờ đi băng khu hồ với người ta chứ có đâu mà thì thôi con ngày say rồi con nghỉ đi rồi bye rồi nhà có chiếc xe anh chạy xe đi nhậu hết trơn rồi. Có xe đâu mà giờ đi xin việc làm. Không có xe thì đi xe đò hay gì đó. Em lại anh đi xe đò rồi đi măng hồ nữa rồi lấy gì dư nữa về anh chửi cha con em thì nữa. Biết nhiều người người ta không có xe, ta cũng có gian. Người ta đi xe đò, ta đi xe ôm, hay ta bắt taxi. Tính anh hay gan rồi có gian đi rồi anh quánh em nữa hay gì. Gan cái gì? Thì em đi làm sao về cho có tiền, có cung phụng cho cái nhà này. Đó nhất là hai tía con em là hết hai người rồi. Anh có một người là ba người anh đi nhậu rồi lại đến vậy đây người sống ở trên đầu anh là nuôi hoài vậy đó hả giờ đó gì vậy hả mẹ nó ai cũng có làm mà làm thì với con nào á con nào có con nhà đây à lần đi đâu đây mới đây mới đây ủa ai ủa có chủ nhà nhà này 3 tháng thì nhà nó chưa có trả. Vậy là nhà không phải nhà nó hả? Đâu ra nhà nó, giọng đâu con mắt nói nhà nó, nó giọng đâu con mắt nữa. Ai nói? Sao mày nói nhà mày mà mày giận hả? Thì đúng rồi, nhà này nhà của con nhưng mà con mướn lại của Từ. Vậy là ở cha con mấy tháng nay là nói là nhà của anh mà giờ liền ra nhà mướn hả? Nhà của thì tôi. Đúng rồi, nhà của cô Từ cho anh mướn. Anh thiếu mới có ba tháng sao không trả tiền nhà đi để đi qua đây kiếm nữa là sao? Tôi đi xin ở đây có... làm bậy hại dữ lắm rồi nghe Thanh Thẹo làm đàng hoàng coi để em giảm đi xin kiếm mới về với cô này vợ của em đi mằng hồ rồi nữa tiếp vô chứ tiền không có đâu mà đóng lại sao chứ thì... mày thằng trai rồi mày không trả tiền mày không đi làm mà mày để với ông già với bà đó nói gì giờ tiếp anh chứ đặng mà không còn là đuổi khỏi nói cái gì đó thì ra là tía con mình bị gạt rồi tía con của em á đi xin ngoài đường dắt đi về đây á nói á về đây cuộc sống sung sướng á lo cho có ăn có uống đàng hoàng bây giờ bắt tía em đi làm tía em bệnh bắt em tía em đi xin ngoài là hai cha con bị gạt rồi nó đi nhông nhông nhiêu gì không đó nó có nhà cửa gì đâu để đây mướn con người ăn khốn nạn cô gạt ai đâu rồi tiền nhà thôi sao lo trả tao nè còn mấy cuốn đồ đi thôi tía ơi cho con mình hắn rồi cho con mình cuộn đồ đi tía tiền nhà thì giờ tôi có tiền đâu tía tía con mình đi để cho nó làm đi làm cho con hơi tháng sau đi tư tháng sau đi tư được rồi bố tía ơi tháng sau đi tư thiếu mày giờ trong ngày hôm nay mày phải lo trả 3 tháng tiền nhà cũ ông mày cuộn đồ đi liền hết tiền rồi tư ơi hết tiền thì đi Lông cha con mình bị lừa rồi bị gạt con ơi thôi để mà đi, đi con nói về nó còn làm cha làm mẹ nữa bắt tía đi sinh nữa tía bệnh gì mà nó còn bắt đi sinh nữa chung có thằng khốn nạn tía con mình cuộn đồ đi luôn tía ơi
con ơi. Tía ơi, đây là chuyện cảnh giác, đây tới tía con mình không có tin vào đàn ông lạ nữa tía. Không tin ai nữa cho con ơi. Một lần tẩn tới già luôn rồi đó tía.